Đây, chào anh em. Thì hôm nay tôi thay chậu và cũng như là lặt lá, chỉnh sửa lại tay cành cho cây mai. Thì trước khi anh em xem á, thì anh em cho một cái nút đăng ký để ủng hộ tinh thần ha. Thì trong giai đoạn 1 năm, thì chúng ta lựa chọn cái thời gian để chúng ta sang chậu cho cái cây mai. Thời điểm này là thích hợp nhất. Thì như những cái mai khác thì trước khi em sang chậu thì anh em lựa chọn cái chậu cho nó phù hợp mà nó vừa với cái bầu đất, đừng quá lớn, đừng quá nhỏ, nó tương tương xứng bằng nhau. Và anh em làm cái lỗ thoát nước cho nó tốt. Như cái này anh em thấy không? Cái đít chậu nó như lòng chảo, thì có một lỗ ở giữa rất là to, đảm bảo thoát nước tốt. Còn như là những cái đít chậu mà nó bằng thì anh em có thể là khoan thêm lỗ nha. Như cái đít chậu á, như cái chén, như cái tô, thì anh em có thể là một lỗ ở giữa, một lỗ lớn ở giữa là thoát nước ổn định đây. Còn những cái chậu đít bằng anh em cũng sẽ nên khoan thêm lỗ, vì khi họ làm ra cái chậu á thì trồng chung tất cả rất nhiều loại cây, nhưng riêng đối với cây mai thì anh em nên chọn những cái chậu, xử lý cái đít chậu cho nó thoát nước triệt để, thoát nước triệt để nha, thoát nước tốt và thoát nước triệt để, tức là thoát là không còn ứ lại nha. Nhiều cái chậu thoát nước rất là tốt nhưng mà nó còn đọng lại anh em. Rồi anh em tiến hành bít cái lỗ lại bằng cái gáo dừa nè, hoặc là cái gì anh em linh động anh em lót, anh em cắt cái lỗ xung quanh để cho nó thoát nước. Rồi anh em lót một cái lớp tráo sống bên dưới. Rồi đây là nguyên lý thôi. Khi nó gặp tráo sống thì nước nó sẽ tạo thành vũng, nó chảy ra xuống rất là dễ dàng. Rồi anh em lót một lớp giá thể ở bên dưới. Thì giá thể này là gồm trấu và xế dừa thôi, nửa này nửa kia. Đối với cái mai trồng, chúng ta trồng chủ yếu trong mùa mưa này nè, anh em trồng nửa này nửa kia nha. Pha trộn 50-50, anh em trộn đều thôi. Nếu mà anh em có điều kiện anh em rửa sơ, rửa một hai lần nước đối với cái trấu và xế dừa. Còn đối với cái chậu mai này nè, thì khi anh em trồng với cháu với xe dừa này nè, thì anh em nhẹ nhàng anh em dỡ là nó lên nguyên cục đất thôi. Anh em nhìn cái tàn lá, nhìn cái tàn lá nó xanh vậy này, là cái bộ rễ nó phát triển rất là mạnh. Bộ rễ nó sẽ làm một cục trong này nè. Đó, anh em thấy không? Dỡ lên nó làm nguyên cục này nè. Nhưng mà khi anh em dỡ lên vậy á, thì anh em phải khui những cái đầu rễ cho nó ngóc ra nha. Chứ anh em đặt nguyên cái cục này xuống thì anh em phủ chèn chất chồng xung quanh, thì cái đầu rễ nó rất lâu để nó ăn ra cái chất chồng mới khi chúng ta bỏ vào. Đó, đây là cái mẹo thôi. Khi anh em chuẩn bị trồng vô này, anh em khui sơ, xới sơ xung quanh cái bầu đất á, để lôi những cái đầu rễ này ra. Đó. Đó. Xới xung quanh này nè, lôi những cái đầu rễ này ra để khi nó tiếp xúc với chất chồng mới á, thì cái rễ nó mau ăn vô cái chất chồng mới ha. Khi nó ăn vô chất chồng mới thì nó cũng đảm bảo hơn, không có bị cái nước nó lâu ngày mà nó không giải thoát anh em. Lâu ngày thì khi rễ nó bám, nó chồm ra tới cái chồng chồng mới, thì những nước chúng ta tưới vào thì nó sẽ hút, không hút, còn nó không hút thì chất chồng nước nó sẽ trong chất chồng mới, sẽ nó nằm đó thời gian lâu hơn, thì sẽ nó ảnh hưởng tới cái bộ rễ đó. Thì những cái rễ thông thông này anh em cắt đi, cắt đây chúng ta cắt á, nhằm chúng ta kích thích á, kích thích cho nó ra những cái rễ mới. Cắt tỉa sơ thôi, cái rễ này nó cũng không già lắm đâu.
anh em thấy không? Nó nguyên một cái chùm rễ luôn. Ừ, một chùm rễ luôn. Thì đối với cái những cái mai mà trong cái giai đoạn đối với cái mùa 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 mùa, mùa chuẩn bị giai đoạn mùa nắng qua mùa mưa này nè, cái thời điểm này là chúng ta thay sang chậu cho cái mai là thích hợp nhất. Bởi vì sao anh em? Bởi vì cái thời gian này á mà chúng ta có thể là chúng ta rong lá giữa năm á, chúng ta thiết chế cho cái mai nó có được chồi mới hoàn toàn. Thì sẵn cái lúc này thì chúng ta thay chậu luôn để chúng ta bấm tỉa sơ những cái cành nhánh. Vì nguyên tắc khi chúng ta thay chậu mà có động đến rễ thì chúng ta cũng nên loại bỏ một số lá, chứ không khi nó động rễ này cái mai nó sẽ ngừng hoạt động, cái rễ mai nó sẽ ngừng hoạt động một thời gian khoảng chừng 1 tuần 2 tuần nó bị động á. Thì nếu mà trên cây mai nó còn nhiều lá thì nó sẽ không có nuôi được cái bộ lá, mà đồng thời cái lá nó cũng sẽ cần một cái lượng nhựa để nó sinh tồn, thì nó sẽ hút từ thân ra, thì nó làm cho cái thân của chúng ta nó bị khô nhựa, nhiều khi nó dẫn đến là nó rụng lá, nó khô cành, bỏ chi. Vì vậy khi chúng ta động rễ thì chúng ta nên lặt bỏ bớt lá hoặc bấm tỉa cho nó gọn, càng gọn tốt, để nó hạn chế cái việc mất nhựa trong cái thân. Này khoảng chừng 1 tuần 2 tuần sau thì nó bắt đầu nó bắt rễ lại. Và anh em lưu ý khi anh em sang chậu rồi nè, anh em lựa lúc cái cây mai nó ngừng phát tược, cái lá nó đứng lại thì anh em hẳn thay chậu ha, anh em hẳn sang chậu cho đang còn những cái lá non thì anh em cũng không nên thay cũng được nhưng mà không nên ha, không nên sang chậu. Bởi vì sao anh em? Bởi vì khi cây mai nó phát triển một cái cành nhánh nó ra đó, thì đủ khoảng chừng từ 2 đến 3 tuần thì cái tàn lá đó nó già đi và nó bắt đầu ra cái chồi mới. Nếu anh em thay trước trồng lúc cái cây mai nó đang ra được tược non thì vô tình chúng ta đợi cho nó ra một cái đợt tược mới thì nó sẽ lâu hơn, sẽ lâu hơn. Đó. Mà khi nó lâu hơn á, thì dẫn đến là cái việc cây mai nó chống chịu cái thời gian khắc nghiệt, cái thời tiết khắc nghiệt, ví dụ như là nắng nóng nè, mà không có lá để nó giải nhiệt, không có lá nó để quang hợp, nó giải nhiệt cho cái cây thì dẫn đến là cái cây mai nó gồng gánh để nó chống chịu với cái thiên nhiên, thì dẫn đến cái mai nó giảm một phần cái sinh lực, cái nội lực của nó này. Nguyên lý nó là vậy thôi ha. Vì khi cái chồi nó ra thì theo cái một cái vòng tua nó khoảng chừng 21 ngày thì nó sẽ bắt đầu nứt ra cái chồi mới. Mà ví dụ như khi ra cái chồi mới á thì nó khoảng chừng một tuần, hơn một tuần thì nó sẽ già lá, nó đứng lá lại. Và khoảng chừng 2 tuần sau nữa là bắt đầu nứt ra một cái đợt chồi mới. Đó. Vì vậy khi mà chúng ta lá nó già như vậy nè, anh em thay chậu bấm tỉa là khoảng chừng 2 tuần sau là nó ra tược mới ha. Còn lúc nó đang ra có tược non thì cái quy trình phát triển của nó thì nó sẽ lâu hơn, phải để theo quy trình nó chờ cái đợt tược đó nó già đi thì nó mới bắt đầu chuyển mình, nó nứt ra cái đợt tược mới. Mặc dù cái tược non đó chúng ta không chừa, chúng ta cắt đi, nhưng mà theo cái quy trình phát triển của nó thì nó đợi cái mai nó chuyển nhựa trong cái thời gian mà nó lá non chúng ta đã cắt đi, nó vẫn bị đứng nhựa, phải có ít nhất phải 1 tuần 2 tuần sau thì bắt đầu vận chuyển nhựa và nó bắt đầu cho được tược mới, vì nó có thể lâu hơn, lâu ra tược mới hơn khoảng chừng 1 tuần
đến 2 tuần ha. Thì nói chung anh em mà có điều kiện một hai cây mai thì anh em có thể là lặt lặt bỏ hết lá thì càng tốt. Mà khi anh em lặt bỏ hết lá thì anh em phải che che nắng cho cây mai ha, đừng để cây mai ngoài nắng, vì khi có lá thì cây mai nó sẽ quang hợp, nó sẽ giải nhiệt được cái khi lượng ánh nắng á, nó chiếu vào cây mai thì cây mai nó sẽ có lá, nó giải nhiệt, nó bốc hơi, nó giải nhiệt cho cái cây. Còn khi ít lá, không có lá thì nó sẽ không có quang hợp, nó không có giải nhiệt, thì buộc nó phải che nắng ha, không nó sẽ khô 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 cành khô nhánh anh em. Còn nếu anh em không có điều kiện bỏ trong mát che nắng nó thì anh em nên chừa khoảng chừng 30 20-30% cái lượng lá, để cho những cái lượng lá này nè nó sẽ giải bớt cái nhiệt lượng mà ánh nắng nó chiếu lên cây mai anh em ạ. Rồi bắt đầu tôi sẽ tiến hành làm vô dây, tôi chỉnh lại cái tay cành luôn. Đây là cái thời gian thích hợp nhất để chúng ta chỉnh sửa cái tay cành và cũng như là hoàn chỉnh cái cây mai. Còn nếu mà không thì anh em có thể chọn cái thời gian sang chậu cuối tháng 10 âm lịch, đầu tháng 11 âm lịch ha. Cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11 âm lịch anh em có thể sang chậu. Tuy nhiên sang chậu giờ đó, cái thời gian đó thì anh em phải thực sự là khéo léo, không để động rễ, thực sự là khéo léo, tức không để động rễ luôn ha, không được động rễ luôn. Còn thời gian này chúng ta có thể là loại bỏ sơ những cái chiếc chồng cũ phía ngoài. Còn khi mà cuối tháng 10 đầu tháng 11 thì anh em nên khi mà anh em sang chậu nên nên thực là khéo léo ha, đừng có để động rễ. Khi động rễ giờ đó thì có nó dẫn đến là dễ làm cho cái mai nó bị sượng. Khi mà nó sượng có thể là nó nở sớm luôn. Khi anh em vừa sang chậu xong có thể là khoảng chừng 2 tuần sau là nó nở hết cái mai cây mai luôn anh em. Vì vậy thời gian này là cái thời gian mà thích hợp nhất để anh em sang chậu và chỉnh sửa tay cành ha. Chỉnh sửa tay cành. Như cây cây này á, thì cũng đã chỉnh sửa tay cành một nước rồi. Một nước rồi, nó tức là định hình đó nè. Khi mới ghép xong á, bắt đầu vô dây để bảo vệ cái bo ghép và đồng thời cũng định hướng trước cho cái những cái chờ ghép nó theo cái hướng theo cái ý muốn của mình. Thì bây giờ là cái được chỉnh sửa tay cành nước 2, tức là cho nó phân tàn phân nhánh, cho nó cân đối theo cái dáng của cái cây mà chúng ta đã định hình cho nó. Thì định hình đây là một cái vô dây lần thứ 2 thôi, rồi vô dây lần thứ 3 nữa thì cái mai nó mới kín tàn, nó mới hoàn chỉnh anh em ha. Dùng thường này khoảng chừng vô 2 lần dây như vậy, chỉnh sửa 2 lần là cái mai đã tương đối ổn định rồi. Đó thì có những cái nội dung, những vấn đề mà quay để chia sẻ thêm với anh em, sẵn làm quay để anh em xem tham khảo, và cũng như anh em nào mà có rành rồi thì cũng xem cho vui ha, có gì đóng góp comment góp ý thêm. Thì khi anh em xem clip thấy hay, nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và những nút vào cái nút chuông á, để khi tôi đăng tải những clip mới anh em sẽ được cập nhật một cách nhanh nhất. Rồi một lần nữa